Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13 từ câu 31 tới câu 35. Khi Giuđa đi rồi, Giêsu nói: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình. Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi, anh em sẽ tìm kiếm Thầy. Nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau." Và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Giới luật yêu thương đã có từ lâu, không chỉ trong Cựu Ước mà nhiều bậc thánh hiền trong các dân tộc cũng chủ trương một đời sống yêu thương, một đời sống tứ hải sai huynh đệ. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ giới luật yêu thương. Thế nhưng, cái mới trong giới luật của Chúa Giêsu là yêu thương như Chúa Giêsu yêu. Yêu như Chúa yêu là chịu đựng tất cả, là cúi xuống rửa chân, là tha thứ tất cả, ngay cả khi người đó có phản bội, có làm hại và giết chết mình. Chúa Giêsu quỳ xuống trước tội nhân chỉ vì người yêu thương tội nhân, người muốn cho tội nhân được sống và sống thật hạnh phúc. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu đã chiến thắng tội lỗi con người, đã vượt lên trên tội lỗi để phục vụ đến độ hy sinh mạng sống mình cho chính tội nhân. Yêu như Chúa yêu là ban tặng tất cả, dâng hiến tất cả. Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta không phải là một phẩm vật mà là chính mình Ngài. Đây là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống. Yêu là cho đi ít là dấu chỉ yêu thương ít, cho đi nhiều là dấu chỉ yêu thương nhiều. Cho đi tất cả là dấu chỉ của một tình yêu thương không bờ không bến. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả. Người cho đi ngay cả mạng sống của mình. Người đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Đức Giêsu đã yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết và chết trên thập giá. Không có tình yêu nào cao cả hơn người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu mình. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu như Chúa yêu? Ở đời, người ta dễ dàng quỳ xuống trước người quyền quý sang trọng vì người ta còn hy vọng ở một sự ban bố lợi lộc. Người ta dễ dàng quỳ xuống trước một người đẹp để xin bố thí một chút tình yêu, và quỳ xuống trước một người thánh thiện để cầu mong một ân huệ. Tất cả những cái quỳ xuống đó là để van xin cho mình, để có lợi cho mình. Nhưng mấy ai quỳ xuống trước kẻ thù, quỳ xuống trước tội nhân, quỳ xuống trước người ốm đau, bệnh tật, quỳ xuống rửa chân lở loét cho những người phong cùi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thương như Chúa yêu. Amen.